bay này là bạn là gì? Cái to đây là máy bay này. Đây cả nhà đã về Thái Bình. Thái Bình không phải là những cái điểm mà mọi người mình cảm tưởng là Thái Bình nghèo đâu nhá cả nhà nhá. Đây Thái Bình nhá. Thái Bình quê tôi. Cà phê khúc dạo mùa. Đây mấy chị em hôm nay là về quán cà phê khúc dạo mùa ở Thái Bình. Chỗ này khu này là khu Kỳ Bá đúng không? Ừ. Đấy thì Kỳ Bá Thái Bình. Thì mấy anh chị em mình nay đến đây để thư giãn đúng không? Cốc cốc vàng. Cốc vàng. Thế này cái không gian này rộng nhỉ? Nhưng mà thời tiết của Thái Bình bây giờ là buổi sáng nhưng mà rất là nóng luôn cả nhà. Nó phải quá ôi đúng không? Rơi vào. Hả? Rơi vào tầm độ khoảng 35 độ. 35-36 độ, buổi sáng rồi rất là nóng. Đây đi qua đây chỗ này cá. Sung quả. À, đây quả sung rồi. Sai, sung. Đây là có cây sung này. Sung này thì chỉ có Thái Bình ở quê ta mới có sung xịn này. Sung xịn này. Sung xịn này. Ao này nhưng mà không có cá. Cá đã bơi rồi. Đấy, ở khu vực này nè. Thơm thế nhỉ, hoa nhài hay sao nhỉ? Hoa nhài đúng không? Thế chả thấy có con cá nào vậy? À. Tại sao sang hồ bên đây á hả? Đây đi sang hồ bên đây xem một cá ở rửa sao xem. Đây. Đấy, nó bác này. Bác Văn kìa. Ui giời, bác Văn đang rửa tay. Con cảnh quá đẹp luôn. Ờ. Như là kiểu họ cũng lấy một cái lỗ ở đây cho cư nhỏ lại. Anh ở đây cái mít này. Đấy, đây này. Không, đấy. Cái này là... không có cái gì bằng cái mít ở đây, không mít này. Mít sạch. Cả nhà mít sạch. Cả nhà ăn mít thì hãy đến Thái Bình. Đây. Đấy. Đâu ngồi chỗ nào? Ở đâu? Đấy, thích ngồi chỗ ôi, nào ngồi thì đi, ngồi. Ngồi trên này đi. Ở trên này cho nó mát. Chỗ nào đẹp mát. Hả? Chỗ nào mát là đẹp, phải đẹp. Chỗ này không đẹp lắm. Đúng không? Chỗ này không đẹp lắm. Trên kia. Chỗ nào nó mát. Ai ngồi bên kia có cá bơi cá bên kia. Ừ. Chỗ này xem bên kia phỏng vấn xem là mọi người đi cảnh. Thì sang cá bên kia ngồi. Đây cái khu vực này là cá đây có không này. Khu vực cá này đây đây. 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 Bơi không ở bên đây nó mát nên là nó sang đây. Bên kia nó nóng quá. À nó chạy sang đây à? Ừ nó chạy sang đây. Ôi đẹp chưa? Ôi đẹp quá. Chị Văn ơi lên đây chị Văn này. Đẹp chứ. Vào trong cái không có cái gì nhỉ? Không có cái gì cho lan gì đây. Cá đẹp. Nói chung là như thế này nó cũng cá đẹp quá này. À. Anh ơi kiểu bên kia nó nóng quá. Ừ.
bên kia nóng sang hết đây. Thôi thì cho ăn không? Đấy, nó có đồ ăn ở đây. Cái này là nó thấy người nó đến nên là... Nó tưởng cho ăn đấy. Nó tưởng cho ăn đấy, mình không đẹp không? Cho ăn. Làm đẹp nhiều. Làm gì? Anh ơi, cái này 4-5 cân. 4-5 cân. Ôi giời ơi, đẹp nhỉ. Cái bể trên mái nhưng mình vẫn để tắm này, không có cá nhỉ. Còn có tắm một khách ra để tắm. Một tắm, ngày nào cũng chả tắm. Mình ngồi ra chỗ đằng nào. Ngồi xa chỗ này. Ngồi chỗ nào đằng kia đi. Đây. Chỗ này đang bụi với đang cưa cắt. Ngồi đây uống. Đang cưa cắt. Ngồi chỗ nào nó có quạt đi. Ngồi lại đằng kia kìa mà ngồi kìa. Đâu? Xin cái. Ngồi bưởi đi. Anh ơi, anh ngồi đây. Ngồi ngay góc cây bưởi. Anh chị Anna có ba rồi. Hôm nay là có về Tế Đình thì có đây một bà chị gái của chồng em và đây là ông anh rể. Thì nay em mời quý khán giả đi cùng với lại người Việt ở Nga để về đi quán hai đêm. Con em nó làm một quán thì đây hôm nay là mình ăn cái món này là món dê chiên tỏi. Dê cả nhà ăn đi, mời quý khán giả ăn cùng với lại mấy cha anh chị em nhé. Ăn đi. Và ăn đi cả nhà nhá. Xem làm món ở quê hương là Trung Thế Ngọt anh nhỉ đó. Về cái này Trung Thế Ngọt mà hơi ngon đấy. Ngon. Vâng. Đặc tỏi đây này, tỏi đây là chấm hơi bị ngon đây. Đấy. Ngon này kìa. Ngon mà. Mà cái này nó không có mùi dê, nó không rất là thơm nhé. Và đây là cái món này là sung muối cả nhà nhé. Chỉ có Thái Bình mới có món ngon như thế này. Đúng rồi, chỉ có Thái Bình mới có sung muối nha. Thì tí nó quay vào trong bếp để xem là cháu nó làm thêm cái gì nữa. Có cái em mèo này nữa cả nhà nhìn đây. Yêu chưa? Đây là tất cả ruộng lúa này. View hôm đây cả nhà nhìn đây. Nhà em nó làm mở thêm cái quán này là mới được có 2 tháng nhưng mà rất là đông khách, tại vì là buổi trưa thì mình về đây ăn buổi trưa nên là khách thì hầu như buổi chiều. Quán này rất là sạch sẽ nhá. Đây bên cái em nó mới làm nhưng mà có cái thương hiệu là ngày xưa là làm bên Nam Định, không bây giờ là về quê làm quê hương. Đây là món này món dê hả chị em? Đây chị quay luôn để cho khán giả biết, để quảng cáo cho YouTube để khi nào mọi người về Thái Bình sẽ đến thưởng thức món ở nhà mình. Thì là có những cái món gì nhỉ em nhỉ? Dạ, có mèo, có dê, có ba ba. Có mèo, có dê, ba ba, gà, dê, các món đúng không? Vâng. Rồi ba ba, gà. Đấy, rất là món. Đây là món này em đang làm món này gì đây? Lẩu dê ạ. À? Lẩu dê. Thế dê. Này cho mấy chị em cho bác rể với lại bà chị gái để về đây là để thưởng thức những món mang tiếng gần nhà nhưng mà em nó mới mở, mới ở bên Nam Định. Nếu mà nói thực ra là em làm ở đây là bao nhiêu năm rồi, đều làm ở bên Nam Định là bao nhiêu món nó năm đó? 15 năm ở bên Nam Định. Thì nay thôi thì về Thái Bình, quê hương là Thái Bình mà, thì về Thái Bình làm. Em mới xây cái nhà này cũng rộng rãi và cái view của nó rất là đẹp. Mời cả nhà đi cùng với lại người Việt ở Nga. Chốc còn món lẩu dê nữa, rất là ngon. Thôi được rồi. Là nhúng dê. Thế thôi. Đấy, lẩu. Quá nhúng dê luôn, ngon, món ngon. Chị ơi, chị dơ cái rau lên cho em xem nào. Đây là có đây, đây là nhúng thì phải
đây món rau rau thơm, rau hoa chuối. Đây là cái rau gì đây? Đây là rau mùng tơi. Mùng tơi nha, đấy. Ngon nha. Đặc sản ngon, đặc sản nha. Đặc sản quê hương đấy. Đặc sản quê hương nha. Anh ăn cái này cho nó nóng trước hết đi đã này. Rồi hắn ăn đấy. Anh ăn đi. Món ngon. Anh ơi, anh ơi, em ăn ít thôi. Đấy. Không anh rể và chị gái. Chị gái đây hai anh em muốn giống nhau. Đây, đây là đây đấy, là đây là chị đây, giống nhau không? Quá là hai anh em đấy. Giống quá. Thôi. Chuyển cho anh nhỉ. Chuyển chiêu. Nay về nhà bà ngoại. Đây, rất là nhà rất là khang trang, nhớ nhà. Ui, cái này là lộc của bà đây, cây nhãn của bà ngày xưa đây. Mỗi tổ quả nó bé nhưng mà sai đúng không? Nhãn thóc. Tiếc mỗi cây khế ở chỗ này thôi. Cây khế ngày xưa chỗ này rất là sai quả đi. Có cái khế chua, mày đừng không. Không có gì. Cô nhớ rằm gì? Vườn cây ao cá rất là đẹp luôn. Chú ngồi xe đi. Lùi xe đi anh ơi. Quê hương là chuồng khế ngọt. Bao nhiêu năm, mấy chục năm từ khi đi lấy chồng rồi thỉnh thoảng mới về quê được một chút. Đây là Tự Tân. Đây vườn về gì? Đây về Tân để làm cái biệt thự. Làm biệt thự ở đây. Ờ, thế thường xuyên về. Đây, đây. Không chuẩn bị là thôi không lặn nữa. Không thặn nữa phải về quê thôi, về quê già rồi phải về quê. Nhưng mà ít nữa thì còn phải làm ở nhà đá. Ờ. Làm đấy, rất là đẹp, thời gian. Thời gian trôi nhưng mà mảnh đất quê hương vẫn cứ nhớ. Rất là đẹp đường quê của xóm Nam Long. Cây nhiều bóng mát, nhiều cây. Đây có cái chùa nữa này. Chùa gọi là chùa Đình Ngoài đây. Đấy. Chùa Phúc Lâm. Ờ, chùa giờ là chùa Phúc Lâm đúng không? Bây giờ bà sư bà về bà làm xây khang trang lên đấy. Ờ. Giờ còn đang kêu gọi là xây nhà liệt sĩ để chuyển danh sách mấy nhà mình có hai người ở đây. Ờ. Chuyển về đây đúng không? À, đây là ra ngoài là đường 10. Thì chỗ khu này bây giờ thành cái chợ nhỏ. Thì chỗ này là khu có một cái khu công nghiệp Macbot đúng không? Bao nhiêu công nhân ở cháu? 5.000 công nhân ở đây. Nên là đây là đang bây giờ đang công nhân đang trên đường tan ca. Đấy. Cả nhà nhìn đấy, nhộn nhịp. Đấy. Khu này là rất là nhộn nhịp nhé. Đấy đang tan ca về đây. 5.000 công nhân. May đúng không? Ừ, đang lấy thêm. Đang lấy thêm. Thế à? Đấy công nhân bây giờ tan ca cả nhà nhìn này. Thái Bình bây giờ là rất là phát triển nhé. Rồi con Thái Bình thứ nhất là cần cù lao động này, tất cả mọi thứ bây giờ là quê hương thì có nhiều nơi các nhà máy các thứ là họ về đây. Tan cà đông chưa? Đây, bán thịt lợn, thịt gà, chợ búa, buổi chiều. Hết tiền rồi. Đâu? Hết tiền rồi.
Sơn La gọn ngọt 81 cân, 2 cân 15 nghìn. Xả hết mà đỏ Sơn La gọn ngọt 81 cân, 2 cân 15 nghìn. Đang tầm rất là đông luôn. 5.000 công nhân mà mỗi công nhân chỉ cần mua cho một sản phẩm thôi. 5.000 công nhân là 5.000 sản phẩm là cũng chết tiền đấy, nhiều tiền đấy. Tuyệt vời chưa? 5.000 công nhân may mà bây giờ hiện tại bây giờ là muốn lấy thêm nữa. Đang tan tầm. Không đi được cái chứ nhờ hả, đi ô tô bây giờ không đi được cái chứ, đông quá. Bán cả gà này, bên đây là đường 10 này, đường 10, đường này là lên từ Hà Nội đi qua Nam Định. Hà Nội Nam Định Thái Bình, đường 10 chỉ có từ trong mặt Ninh Bình đi ra Ninh. Hải Phòng với Hải Phòng là đường 10, còn đi các tỉnh đấy là đường thông các tỉnh, đường thông các tỉnh đấy, rất là coi như là bây giờ Thái Bình phát triển rất nhiều các công ty may về Thái Bình để gọi là sản xuất. Những cái công ty may 10 cũng chuẩn bị về Thái Bình đấy. Không đi được cả nhà. Thôi, bây giờ thì cũng là muộn rồi. Thì nay người Việt ở Nga về quê Thái Bình, về quê nội và quê ngoại. Thì đây là trên đường ở quê ngoại. Thì tôi cảm ơn tất cả khán giả, quý khán giả đã theo dõi người Việt ở Nga. Chúc cả nhà ngày buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Những ai mà chưa đăng ký cho người Việt ở Nga thì hãy đăng ký cho người Việt ở Nga để có động lực làm được những video hay, đi đến các nơi để quay trực tiếp để cho quý khán giả biết là từng tỉnh một, là mỗi tỉnh nó có một cái đặc thù khác nhau. Cảm ơn quý khán giả nhiều. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả ở video kế tiếp.